Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay mình sẽ vào bếp hướng dẫn các bạn làm một món rau để chúng ta chống ngán thịt cá nha các bạn. Hướng dẫn các bạn làm rất là nhiều món thịt cá rồi, thì hôm nay mình có mua một mớ rau bầu nè các bạn. Chúng ta sẽ làm món rau bầu xào tỏi nha các bạn. Đây mình có chuẩn bị thêm một củ tỏi. Xào tỏi nên các bạn sẽ chuẩn bị nhiều tỏi một chút nha. Đây cái phần rau bầu mới cắt các bạn, rất là non và rất là tươi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào đi nhặt cái phần rau bầu này nha các bạn. Cái món ăn này thì nó rất là ngon và giàu dinh dưỡng, nhưng mà nó tốn khá là nhiều công, bởi vì chúng ta nhặt cái này nó rất là lâu luôn. Bây giờ các bạn sẽ tước cái phần sơ và chúng ta sẽ lựa lấy cái phần non nha các bạn. Trông như thế này thôi các bạn nghĩ là nhiều ăn làm sao cho hết, nhưng mà thực ra là khi các bạn nhặt đi thì nó còn rất là ít thôi các bạn. Mình sẽ và các bạn sẽ lựa đến những cái phần non và sau đó các bạn sẽ tước cái phần sơ, cái phần vỏ bên ngoài này đi các bạn này. Đó, có rất là nhiều cái lông tơ các bạn. Và các bạn sẽ nhặt riêng cái phần thân riêng và chúng ta sẽ nhặt cái phần lá riêng nha các bạn. Các bạn sẽ nhặt cái phần thân riêng này. Mình sẽ tước hết cái phần sơ này đi. Các bạn không có thời gian này, các bạn có thể nhờ người bán người ta nhặt dùm nha các bạn. Món này rất là ngon luôn, nhưng mà nó khá là tốn công. Nếu mà các bạn mua cái nhặt sẵn rồi thì nấu nó sẽ rất là nhanh nha các bạn. Món này ăn rất là giòn ngọt, rất là tốt cho sức khỏe. Trong rau bầu này chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng các bạn. Đây. Mà nó rất là kỳ công. Nhặt cái này khá là lâu các bạn, nhặt được một các bạn nhặt một phần bữa ăn này phải tốn khoảng 30 phút các bạn. Đây. Cái phần lá chúng ta sẽ để riêng để một lát chúng ta vò đi nha các bạn. Vò cho nó sạch cái phần lông tơ các bạn. Nếu không thì các bạn sẽ không ăn được đâu, vì có cái phần lông này nó khá là ngứa các bạn. Đó. Phần này một lát các bạn nhớ vò đi nha. Phần đầu này rất là nhiều lông tơ này các bạn. Đó. Các bạn vò thì nó sẽ làm cho cái phần lông này nó tróc đi. Đây, nhặt rất là kỹ nha. Đây. Các bạn tước như thế này nha. Đó, chúng ta sẽ lấy được hết cái phần vỏ bên ngoài, có cái phần lông này các bạn. Đây các bạn ơi, sau khoảng nửa tiếng đồng hồ thì mình đã nhặt xong cái phần rau bí rồi đây các bạn. Trông rất là ngon rồi đúng không ạ? Cái phần lá mình sẽ để riêng nha các bạn. Mình sẽ vò cái lông này đi, xong rồi mình sẽ rửa và để riêng. Tại vì cái phần lá này nó sẽ nhanh chín, cho nên là các bạn mà xào chung với cái cọng bí thì nó rất dễ bị mềm nhũn, bị nát đó các bạn. Cho nên mình sẽ để riêng ra, mình sẽ cho vào sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt dập cái phần tỏi các bạn. Tỏi sau khi mình bóc vỏ rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đập dập nha các bạn. Các bạn xào cùng với tỏi cho nên các bạn không cần băm nhuyễn ha các bạn. Mình sẽ đập dập thôi. Đập dập hết. Tỏi cũng là một gia vị rất là tốt cho sức khỏe luôn đó các bạn. Ăn nhiều tỏi phòng chống được cảm cúm luôn. Mình sẽ đập dập cái phần tỏi như thế này thôi các bạn. Hai phần cứng các bạn đập cho nó dập ra nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ mang chúng ta xào các bạn. Nhà
Rồi các bạn ơi, mình sẽ bắc chảo cho dầu và để nóng lên. Rồi chúng ta sẽ cho phần tỏi và chúng ta phi. Mình sẽ phi cho tỏi thơm lên nha các bạn. Chúng ta không cần phi vàng, nó sẽ cháy hết. Khi mà tỏi đã dậy mùi thơm rồi các bạn, ta sẽ cho cái phần rau tí rồi chúng ta xào nhé. Các bạn thấy những cái phần tỏi nhỏ nó đã vàng rồi, ta cho rau để giữ cái độ giòn ngọt của rau thì mình sẽ không có luộc hết. Ta sẽ xào luôn từng cái tỏi nha. Các bạn sẽ cho cái phần thân vào trước, khi mà gần chín thì mình sẽ cho cái phần lá vào nha các bạn. Nó không có bị nhũ quá. Chúng ta đảo cho cái phần rau bầu này nó sẵn sàng dầu trước nha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút gia vị nữa ạ. Cho vào phần rau bầu một chút gia vị. Bạn cho một chút bột ngọt này. Một chút muối các bạn. Phải chúng em vừa với khẩu vị của gia đình mình vào được nhé. Mình sẽ cho vào một chút hạt lê nữa ạ. Đảo đều để cho nó thấm gia vị. Các bạn thấy rau đã bắt đầu chín rồi. Xào như thế này thì nó không có bị mất cái phần nước nên sẽ rất là ngọt mà không kém phần giòn đâu các bạn nhé. Sau đó các bạn phải luộc, sau đó các bạn ngâm nước đá. Đó, sau khi mà cái phần bầu chúng ta nó đã bắt đầu chín rồi đó các bạn, cho phần lá vào nha các bạn. Cái này mình sẽ cho cái phần lá vào. Cho lên cái phần lá vào để chúng ta đảo. Lá nó sẽ nhanh chín hơn các bạn. Đảo một chút là nó chín. Lúc này để cho rau nó bóng và nó đẹp hơn thì mình sẽ cho vào đây chút dầu hào. Cho vào rau một chút dầu hào. Các bạn sẽ cho khoảng một thìa cay nữa. Các bạn sẽ đảo đều nha. Xào rau cho dầu hào và nó rất là bóng các bạn. Đây. Mình đảo lên tầm khoảng 1 phút là cái phần lá nó đã chín rồi. Còn cái phần thân thì chắc là nó đã chín rồi các bạn. Và chúng ta đã có món rau bí xào tỏi rất là ngon lành và chứa nhiều dinh dưỡng. Bí khá là xanh đúng không ạ? Còn xanh hơn là khi các bạn luộc và ngâm nước đá luôn các bạn. Đối với rau bí xào thì mình sẽ luôn làm theo cách như thế này. Chúng ta xào luôn, các bạn không cần luộc ngâm nước đá nữa. Rau bí non cho nên nó cũng rất là nhanh chín và nó khá là ngọt. Xào thêm khoảng 1 phút từ lúc chúng ta bỏ cái phần lá vào các bạn. Phần rau của chúng ta đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp rồi. Tỉnh đầy ra đĩa ha. Các bạn ơi, và đây là thành quả của chúng ta, một đĩa bí xào, rau bí xào tỏi rất là thơm ngon, hấp dẫn. Các bạn có thể nhìn thấy này, rau bí rất là xanh và giòn ngọt, giàu chất dinh dưỡng các bạn. Mỗi ngày các bạn hãy vào bếp và làm những món ăn mới để tạo bất ngờ cho cả nhà nha. Chúc các bạn có bữa cơm ngon miệng bên gia đình của mình. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.
Nếu như các bạn có ý kiến đóng góp hoặc là bình luận thì hãy để lại comment ở dưới nha. Mình sẽ lên những thực đơn mới để cho cả nhà mình cùng vào bếp nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào.